AFK Mobi, vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi, bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Akobi. Và hôm nay thì Sói Bạc sẽ giới thiệu anh em một con game mobile rất là thú vị mà nó rất là giống GTA 5, có tên gọi là Gunpei Fire and Fury. Đây, trong tựa game này thì anh em sẽ hóa thân thành một ông trùm cầm đầu băng đảng mafia khét tiếng, sẵn sàng tranh gấp với những thế lực khác hòng giành lấy quyền kiểm soát thành phố. Thì cái nhiệm vụ ban đầu của chúng ta ngay khi vào đêm đây đó là chúng ta sẽ đi cướp ngân hàng em ạ. Đó, hay chưa, hay chưa? Game này là game mobile nhá anh em nhá, và nó mới ra mắt ở trên Android thôi, khá là hay luôn. Đây, chúng ta sẽ click vào đây. Con game này có một đặc biệt một cái đó là nó sử dụng ấn, tức là nhân vật nó sẽ tự động chuyển đổi, các bạn sẽ sử dụng các cái thẻ kỹ năng để tấn công. Đấy, mình nói là ná kiểu GTA 5 thôi chứ nó không giống hoàn toàn nhá. Đấy, cũng có cướp xe này, các thứ này. Đấy, rồi chạy trốn cảnh sát các kiểu luôn. Hay chưa? Rồi cũng nghe điện thoại luôn này. Đồ họa thì mình không nói rồi, đồ họa thì game mobile nó chỉ như thế này thôi. Tất nhiên là không xịn sò quá. Đấy, game sở hữu một cái đồ họa 3D theo mình là ổn, tạm chấp nhận được. Đây, cả thành phố chúng ta đây. Rồi làm gì đây? À, đem đi trốn. Đây rồi, có tiền rồi anh em ơi. Úi dồi ôi, giàu rồi anh em ơi. Đấy, băng đảng của mình đây này. 4 thành viên à? À, ghê chưa? Thành lập băng đảng luôn. Rồi, đây là chỉ là cái phần đầu game thôi nhá. Còn đây, giao diện chính của game này. Giao diện kiểu dạng 3D. Khá là hay. Kiểu phong cách siêu setting. Đấy, chúng ta sẽ mở đầu băng đảng. Cái vừa rồi là chỉ là gọi là giới thiệu nhá. Còn đây này, đây mới là giao diện chính để chiến đấu này. Chúng ta sẽ đi tranh cướp địa bàn và chiến đấu này. Nó dạng, nói một cách đơn giản, nó là kiểu dạng game thẻ tướng thôi anh em ạ. Anh em đừng có tưởng cái lúc ban đầu nó đánh lừa. Đây, chẳng qua lúc vào chiến đấu này nó làm quả 3D này, khá là hay này. Và các bạn có thể sử dụng cái kỹ năng của nhân vật bằng cách là những cái tấm thẻ bài phía dưới này. Khi nó đầy năng lượng thì các bạn có thể sử dụng kỹ năng. Ui, bá chùm à. Đó, hay chưa? Được cái đồ họa 3D anh em. Nhìn ấn tượng dã man. Đây, mình có thể click vào lá bài này, sử dụng kỹ năng này. Đó, anh em thấy không? Nó dạng game thẻ tướng ấy, nhưng mà nó đang làm kiểu đồ họa 3D. Và cái trận nó mang cái phong cách gọi là chiến băng đảng ấy, mafia các thứ. Mình bảo là khá giống GTA 5 nhá, chứ nó không phải là giống đâu. Nó không giống hoàn toàn đâu. Đấy, mỗi nhân vật thì nó sẽ sở hữu một cái kỹ năng khác nhau. À, có thêm một hero gia nhập mình luôn. Vừa đánh xong thì bây giờ gia nhập mình luôn. Chắc là thấy mình mạnh quá. Đấy, chiếm được cái địa điểm này rồi. Đó, nhiệm vụ của anh em đó là đi mở rộng lãnh thổ cái địa bàn của bạn nhá. Ờ, lại tiếp tục kẻ địch này. Lại Tyrant. Easy boy. Đây là phần nhiệm vụ. Đây, chúng ta sẽ có phần hòm thư nhận thưởng nhá. Đây là các cái gói quà mà game nó sẽ tặng cho anh em. Sau này các bạn có thể xây dựng các công trình nữa ấy. Đây, chúng ta sẽ có phần hero nhá. Đây, cao nhất là những hero màu vàng này, rồi đến màu tím. Tím rồi xanh dương, rồi xanh lá. Đấy, rất là nhiều ông trùm khác nhau. Nhìn tím dã man, đúng chất gangster đường phố anh em. Chất chưa? Này. Đây, các bạn để nâng cấp cái hero của bạn nhá. Như kiểu là tăng level này. Đấy. Rồi sau này học tăng kỹ năng, tăng sao. Tăng điểm talent, có cả điểm talent luôn. Điểm talent thì nó sẽ có 3 cái là defense này, develop này và skill talent. Cái này thì chắc là để sau đi. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm nhiệm vụ nhá. Chúng ta sẽ đi gặp ông trùm Tyrant. Ở đây. À, nhà của mình này. Chiến đấu, chiếm địa bàn. Ui, nhìn ngầu nhờ. Nói chung là được cái là game này đầu tư những cái đoạn 3D này, đẹp dã man. Nó đẹp theo kiểu phong cách của nó ấy, phong cách kiểu hoạt hình, kiểu siêu setting ấy, chứ nó không phải là kiểu công nghệ đồ họa quá xịn sò nhá. Nếu mà mình so sánh đồ họa công nghệ xịn sò thì cũng chưa đến mức là quá xịn đâu, nhưng mà thế này là ngon rồi. À, hợp tác phát triển à, tôi cứ là đấm nhau cơ. Mia. Rồi, hoàn thành chương 1, chúng ta sẽ sang chương 2 này. Sau này các bạn để xây dựng địa bàn nhá. Rồi, ban đầu thì anh em đi làm nhiệm vụ cho mình. Đây, sẽ nâng cấp nhà chính lên này. Đó, các bạn hãy nâng cấp nhà chính lên. Rồi, chúng ta sẽ tiêu diệt Unbattle. Lại một ông trùm khác. Và các bạn sẽ phải đi đánh chiếm từng địa bàn một, mở rộng lãnh thổ nhá. À, thằng trẻ trâu này.
Dăm ba cái thằng trẻ trâu. Lên. Anh em lên. Ui, nhìn được chưa anh em ơi? Dân chơi chưa? Dân chơi chưa? Bắt nhau này. Đấy. Làm hay nhỉ? Nhìn hay dã man luôn. Đúng là cuộc tranh đấu của những băng đảng Mafia. À, nó bỏ chạy rồi anh em ạ. Tưởng thế nào? Ui, bắn cả nổ của xe luôn. Rồi, cho nó trốn. Nó không trốn mãi được đâu. Rồi, chúng ta sẽ chiếm được khu vực này rồi anh em ơi. Ngon. Rồi, chúng ta sẽ đi chiếm cái bệnh viện này. Hospital. À, để chiếm điểm thì anh em sẽ vào chiến đấu kiểu 3D nhá. Còn đi đánh bình thường là nó sẽ ở bên ngoài thôi. Game làm khá là hay anh em ạ. Chơi cuốn phết. Mình lại thích cái kiểu đề tài mafia như này. Băng đảng như này. Đấy. Boss này. Đây rồi. Ui, boss. Ngầu chưa? Paco. Không nhận là mafia của Mỹ nhìn nó chất chơi thật. Đây, sử dụng kỹ năng nhá. Đó, đầy cái thanh màu cam phía dưới là các bạn có thể sử dụng kỹ năng của nhân vật. Sau này các bạn cũng quan trọng là phải nâng cấp cho nhân vật của các bạn nhá. Đấy, ban đầu cứ đi làm nhiệm vụ cho mình. Ban đầu cứ đi làm nhiệm vụ đã. Đây, cứ đi làm nhiệm vụ thôi, rất là nhiệm vụ. Lại tiếp tục đi chiến đấu này. Đi chiếm điểm. Đó. Đúng nhỉ? À đây, cái này là thu thập thêm đồng ca. Cái này là kiểu đi chiêu mộ thêm đàn em. Hay chưa? Rồi cần làm gì nữa nhỉ? Chúng ta sẽ cần một arsenal. Đây. Xây dựng, các bạn phải xây dựng công trình nhá, bao gồm các cái tòa nhà và sau này có thể các cái phần decor trang trí nữa. Đây, xây dựng cái này. Arsenal này. Chúng ta sẽ đi nâng cấp cái nhà kho này lên level 2. Ban đầu thì nâng cấp miễn phí nhưng sau này nó sẽ mất phí và mất thời gian nữa. Rồi, tiếp tục chiến đấu này. Mình thích cái game này là cái phần đồ họa ấy, nó làm khá là hay. Cả kiểu dạng 2.5D lẫn 3D nó kết hợp vào. Nhìn khá là ấn tượng luôn. Lại tiếp tục đi tiêu diệt mấy cái... Đây chưa phải là cái nhà... Đây chưa phải là boss nhá. Đây chỉ là mấy cái thằng tôm tép thôi. Boss mới vẩn thôi. Đấy. Thì đánh bình thường thôi. Bao giờ phải đi chiếm địa điểm ấy thì mới vào kiểu 3D. Ui. Thua kìa. Vãi. Ui. Lại phải đi chiêu mộ thêm đàn em. Đuổi hết đàn em rồi anh em ạ. Tức là ngoài thì đại ca ra thì phải cần phải có đàn em nhá. Thì mới đánh được. Game này thì càng về sau nó sẽ càng khó nha. Đây, chúng ta sẽ đánh lại này. Đây, các bạn thấy không? Chúng ta sẽ có đàn em. Anh em sẽ cử đàn em đi nhá. Các bạn để auto lay up cho nó nhanh. Đánh lại nhá, lũ ấy thiếu đàn em anh em ạ. Nên thua. Đấy. Giờ tuổi gì lũ ấy rủ hơi ít anh em. Rủ hơi ít anh em đi nên là nó bắt nạt được mình. Bây giờ đông hơn rồi. Lấy số lượng đè. Game chơi bánh cuốn phết, đùa đâu. À, nâng cấp nhà chính lên level 3 này. Đấy, ban đầu thì cứ miễn phí thôi. Các bạn thể dọn rác gì đây, lấy tiền à. Thiếu tiền. Đó. Đi kiếm tiền. Đó. Nâng cấp thì cũng cần tài nguyên nhá. Đạn này, vàng này, rồi đô la. Nâng cấp này. Rồi, chúng ta sẽ phá vỡ khu vực này để mở rộng địa bàn của mình lên. Hay chưa? Game hay dã man đấy. Tấn công. À, đây là đồn công an. Ôi, tấn công đồn công an để mở rộng lãnh thổ luôn. Công an chạy luôn. À, nó là cảnh sát chuẩn. Gọi là cảnh sát. Police. À, hóa ra là mình hợp tác với ông trùm Tyrant này để mở rộng lãnh thổ. Đấy rồi, lãnh thổ mình lại mở rộng và tiếp tục đi mở rộng địa bàn nhá. Đấy, con game này nó chơi hay như vậy đấy. Một dạng game nhập vai chiến thuật. Hai phết. Rồi, chúng ta sẽ đi nâng cấp hero này. Nâng lên level 5 nha. Đấy,
nâng hero của mình lên level 5. Rồi chúng ta sẽ đánh chiếm cái khu vực Boxing Club. Đấy, nhà đấm bốc này. Game chơi bánh cuốn phết, phải đùa đâu. Đấy, thích nhất là lúc vào chiến đấu kiểu chiếm nhà này. Nó thể hiện với những cái bằng đồ họa 3D ấy. Không phải quá xịn sò nhưng mà rất là ấn tượng. Wow, ông chủ mà đấm bốc luôn mới sợ chứ, đấm chay luôn. Đúng là chủ câu lạc bộ boxing. Mình có thể ném bom các thứ. Tay bom mà đòi chơi về súng à. Ăn sao được. Ban đầu cứ đi làm nhiệm vụ thôi anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ nâng cấp nhà kho lên level 3 này. Nâng cấp lên level 4. Ui hết tiền rồi. Đấy các bạn, chúng ta phải đi kiếm tiền thôi. Sửa chữa này. Đấy, lại đi đánh chiếm. Attack. Cử đàn em đi đánh nhau. Đấy, cái này là cử đàn em đi đánh nhau. Đấy, đúng là cuộc chiến giữa các băng đảng ấy. Làm hay dã man luôn. Ui sao địch khỏe đấy. Vãi, thua rồi. Lại thua rồi anh em ơi, sao địch nó khỏe này. Té té té. Càng ngày nó sẽ càng khó nha anh em nhá. Đấy. Ok, đây có cả hệ thống VIP này. Game cũng có VIP luôn nhá. Điểm thưởng VIP, mình không biết cấp VIP cao nhất là cấp VIP bao nhiêu. Đấy, điểm VIP này có thể cày được. Cao nhất sẽ là VIP 10 nha các bạn nhá. Ok, thì như vậy là Sói Bạc cũng giới thiệu nhanh cho anh em về một tựa game có tên gọi là Gunpire Fire and Fury. Đấy, một con game nhập vai chiến thuật khá là hay, cho phép người chơi hóa thân thành các ông trùm cầm đầu băng đảng mafia đi mở rộng lãnh thổ, chiếm cứ lãnh địa. Thì anh em có thể tải con game này chơi thử nhá. Lưu ý là con game này mới chỉ có trên Android thôi. Bạn nào không có máy Android thì dùng giả lập như mình chơi cũng rất là ok. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Sói Bạc. Bạn nào thấy thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Aquabi nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. Chỉ độc quyền ở FK Mobile, không mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi, chỉ ngày đi.